nhất niệm quan sơn, tinh thần phản kháng hiếm có của nữ giới. Hội tụ nhiều yếu tố đặc sắc màn tái xuất cổ trang của mỹ nhân Lưu Thi Thi khiến mặt phim khó lòng bỏ qua. Nữ chính Nhậm Như Ý xử lý các vấn đề rất gãy gọn, các nhân vật nữ phụ khác cũng không đi theo lối mòn thường thấy trong đa số các tựa phim cổ trang. Hoàng hậu Tiêu Nghiên Trần Đô Linh, mặc cho trượng phu bị nước địch bắt giữ vẫn ngồi vững ở vị trí hoàng hậu. Khi đứng trước lời tỏ tình của vương gia, cũng chính là mối tình đầu của cô, Tiêu Nghiên chẳng chút dao động. Bởi vì cô ấy không chỉ muốn bảo vệ hoàng vị cho trượng phu hay con trai mà càng vì muốn bảo vệ quyền lực cho mình. Khi không có quyền lực, cô không thể tự do yêu, số phận bản thân luôn nằm trong tay người khác, mặc cho họ sắp đặt ra sao. Hoàng gia muốn gả cô cho người cô không yêu, cô sẽ phải đồng ý, gia tộc xem cô như một con cờ, để tối đa hóa lợi ích thì cô sẽ làm. Tiêu Nghiên luôn phải chấp nhận số phận, không thể tự quyết định cuộc đời. Quận chúa Sơ Nguyệt Trần Hạo Vũ bề ngoài được yêu thương chiều chuộng, được dung túng đến mức vô pháp vô thiên. Thế nhưng ngay từ khi sinh ra, cô đã là một quân cờ cho mối quan hệ giữa hoàng thất và gia tộc. Chưa bao giờ có ai thực sự xem cô là người kế thừa gia tộc để bồi dưỡng. Vậy nhưng Sơ Nguyệt vẫn giành lấy bình quyền cho mình, nằm giữ 30% kỵ nô của bộ lạc. Cho dù là một quân cờ, Sơ Nguyệt cũng sẽ không sẵn lòng trở thành người, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Thuộc hạ của Như Ý, Kim Muội Nương, Hoàng Mộng Ánh, sau khi bị truy sát đã gả cho người cứu mạng cô là bang chủ của Kim Sa Bang. Mở đầu là mỹ nữ anh hùng, kết quả trở thành một người có thể thay thế vị trí thủ lĩnh, người đứng đầu Kim Sa Bang. Một nữ nhân lạ mặt không rõ xuất thân, chỉ dựa vào thân phận phu nhân bang chủ, không thể nào dễ dàng thay thế vị trí bang chủ, được tất cả thủ hạ công nhận. Cô cũng cho biết đã tập hợp những thành viên bị đào thải của Chu Y Vệ để tạo cơ hội cho họ đồng thời tạo nguồn nhân lực và gây dựng cơ nghiệp rộng lớn như ngày hôm nay. Mỗi nhân vật nữ xuất hiện đều gần như là một hình mẫu, nữ anh hùng mà công chúng mong đợi. Những chân dung được khắc họa một cách nổi bật như vậy, thật khó để khán giả không động lòng. Chân dung mạnh mẽ của nữ giới không chỉ xuất phát từ vẻ bề ngoài, từ những gì họ đã làm được mà còn có tinh thần phản kháng hiếm thấy trong các phim cổ trang những năm gần đây, không muốn tranh giành quyền lực và không muốn đầu hàng số phận. Nhậm Như Ý từng là tả sứ Chu Y Vệ, là người tài giỏi được tín nhiệm, nhưng ai sáng suốt đều rõ cô ấy cũng chỉ là một vũ khí giết người do hoàng đế huấn luyện. Khi dùng, sẽ là con dao sắc bén lợi hại, khi hết giá trị lợi dụng sẽ bị nghiền nát thành từng mảng. Đối mặt với sự nhận tâm của hoàng đế, Như Ý gặp bối rối hay đau khổ không? Không, cô ấy luôn giữ vững triết lý cho mình, nếu đế vương không nhân từ, ta sẽ nghe theo trái tim của mình. Sau khi trốn thoát, Như Ý ung dung đi tìm người thích hợp để sinh con. Nếu không phải muốn điều tra cái chết của Tiết Chiêu hoàng hậu Vương Diễm, người quan trọng như mẹ ruột của cô, Nhậm Như Ý đã không rơi vào vòng xoáy quyền lực triều đình giữa các nước. Ở khía cạnh này, Như Ý không có quá nhiều tư tưởng, phải mãi tập trung với bất kỳ ai. Khi bị dẫm đạp, cô sẽ củng cố bản thân và nỗ lực trở thành người mạnh mẽ có giá trị nhất, từ đó thoát khỏi số phận như con kiến không có khả năng chống cự. Khi những nhân vật nữ có sức mạnh làm chủ vận mệnh, trời cao biển rộng cho phép họ tự do bay lượn. Nhậm Như Ý và Kim Muội Nương đã thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh. Sự phản kháng của họ phần lớn là trong quá khứ, có thể chưa đủ trực quan với khán giả, nhưng khi nói đến cô công chúa Dương Doanh Hà Lam Đậu đang trưởng thành từng ngày, sẽ thấy rõ hơn. Sống trong thời thế chiến loạn, lợi ích và quyền lực luôn là khát khao của đa số người. Chính vì vậy mà phần lớn các nhân vật đều có bối cảnh bất hạnh. Nếu không phải là một đứa trẻ mồ côi, thì sẽ sống như một quân cờ hoàn toàn không có quyền quyết định số phận của bản thân.